Ok, xin kính chào khán giả của Auto Việt Nam. Nói về những cái giải sản phẩm của Toyota hiện nay ở tại thị trường Việt Nam thì chúng ta không chỉ đơn thuần là nhắc tới những cái giải sản phẩm để phục vụ cho đô thị. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta nói đến mẫu xe Toyota Vios là một trong những cái mẫu xe gọi là xe quốc dân ở Việt Nam, đúng không ạ? Gần như là những cái sử dụng sinh hoạt hàng ngày cho đến phục vụ vận tải hành khách thì Vios cũng đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái giải sản phẩm của Toyota. Bên cạnh đó thì những cái giải sản phẩm như là những phân khúc CUV hay là MPV thì Toyota đều có. Và bên cạnh đó thì không thể thiếu những cái giải sản phẩm để phục vụ cho cái mục đích đó là để đi những cái dạng trở hình khó hơn. Thì bên cạnh tôi đây là chiếc xe Toyota Land Cruiser phiên bản sử dụng động cơ 4.6 lít và được sản xuất cho thị trường tại Trung Đông. Tất cả những cái dòng xe Land Cruiser ấy thì thông thường là sẽ được sản xuất tại Nhật Bản. Tuy nhiên thì những cái giải sản phẩm, những cái dòng sản phẩm của Land Cruiser thì nó sẽ sản xuất cho thị trường Trung Đông hay là thị trường Mỹ. Thì thông thường ở Việt Nam sẽ sử dụng, sẽ được nhập về những cái dòng sản phẩm sản xuất cho thị trường ở Trung Đông. Và bên cạnh tôi đây là chiếc xe Land Cruiser VX phiên bản 2021 mới nhất hiện nay. Và nằm ở phần phía bên trong này, chúng ta hãy tạm thời gạt bỏ những cái gọi là trang thiết bị nội thất, ngoại thất xe để chúng ta nói về yếu tố chính để làm lên cái thương hiệu Land Cruiser, đó chính là cái khối động cơ 4.6 lít nằm bên trong này. Nó sản sinh ra khoảng tầm 304 mã và mô men xoắn đạt khoảng tầm 349 Nm ở những giải vòng tua đạt được khoảng tầm 4.500 vòng trên phút. Và kết hợp với cái cụm một số là 6 cấp và với Land Cruiser VX thì đã được trang bị đó là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Lát chút nữa thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về cái những cái trang bị trên cái mẫu xe Land Cruiser VX này. Tuy nhiên để mà nói thì những cái mẫu xe Land Cruiser ngày nay ấy, thì không chỉ đơn thuần là nó có một cái khả năng vận hành đem tới cho chúng ta những cái khả năng vận hành off-road. Bên cạnh đó thì về trang thiết bị, tính năng, công nghệ rồi nội thất bên trong xe thì thực sự Land Cruiser nó là một cái gì đó trên tầm và nó phục vụ cho những gọi là nguyên thủ quốc gia và gọi là chủ tịch, đúng không ạ? Ok, nói một chút về ngoại hình xe thì Land Cruiser VX 2021 thì chúng ta sẽ vẫn có một cái phần mặt ca lăng xe được thiết kế nó đặc trưng trên những cái mẫu xe Land Cruiser, đó chính là được ốp mạ chrome rồi với những cái thanh nan với những chi tiết hốc hút gió rất là lớn đó. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ không thể thiếu những cái phần chi tiết cam trước trong tổng thể chi tiết camera 360 độ của xe, đúng không ạ? Rồi cụm đèn chiếu sáng phía đằng trước cũng được sử dụng bi LED đó, cả đèn pha, đèn cốt đều được sử dụng dạng LED. Tuy nhiên thì đèn xi nhan chắc chắn sẽ sử dụng dạng halogen thôi đó. Phía bên dưới chúng ta còn có những cái phần chi tiết như là rửa đèn, đèn sương mù phía bên dưới thì được sử dụng dạng LED. Các bạn có thể thấy là một cái mẫu xe để thiên về địa hình ấy, thì cái góc thoát phía đằng trước rất là lớn và không thể thiếu đi những cái phần chi tiết móc kéo xe ở đây nữa. Ok, phía đằng đầu xe chúng ta sẽ có hai con cảm biến phía đằng trước, hai con cảm biến cảnh báo va chạm phía đằng trước đầu xe. Phần thân xe thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên với một cái bộ la răng kích cỡ là khoảng tầm 18 inch hợp kim nhôm và sử dụng bản lốp là 285/60. Tức là nó sẽ to hơn so với những cái mẫu xe thông thường rất là nhiều và sử dụng lốp béo. Với một cái mẫu xe địa hình thì thông thường sẽ được sử dụng những cái lốp béo là bởi vì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái khả năng vận hành êm ái và khả năng off-road tốt hơn. Và tất nhiên thì hệ thống treo của những mẫu xe như Land Cruiser thì phía đằng trước sẽ được sử dụng theo kiểu dạng càng kép. Rồi phía sau thì với Land Cruiser thì được sử dụng hệ thống treo theo kiểu dạng liên kết đa điểm, sẽ rất là êm, xe chủ tịch mà các bạn. Hai bánh phía đằng trước được sử dụng đĩa tản nhiệt, phía đằng sau được sử dụng đĩa đặc. Phía bên trên này chúng ta sẽ có cái phần gương có khả năng tự động chỉnh điện này, gập điện, có đèn xi nhan báo rẽ dạng LED. Phía bên trong mặt gương thì chúng ta sẽ có chức năng xây kính, rồi điều chỉnh mặt kính nữa. Và cái gương này nó sẽ điều chỉnh khi mà chúng ta chuyển về số lùi, nó cũng điều chỉnh theo. Tay nắm cửa thì chắc chắn là cảm ứng nhiệt rồi. Đó. Chúng ta chỉ cần mang chìa khóa bên người và chúng ta chạm tay vào đây là tự động đóng mở cửa. Ok, kích thước của một cái mẫu xe địa hình thì thực sự rất là lớn, các bạn thấy. Rồi những cái đường viền chân kính mạ chrome cũng rất là đẹp mắt và nó thể hiện cái sự đẳng cấp,
xe dành cho chủ tịch hay là những người nguyên thủ quốc gia, những cán bộ nhà nước đúng không ạ? Những ô cửa kính rất là lớn, ô kính cực kỳ lớn. Ở phần phía đằng sau của Toyota Land Cruiser thì các bạn có thể thấy là một trong những cái thiết kế nó rất giống với mẫu xe Lexus LX570, một trong những người đàn anh của Toyota đúng không ạ? Và với cái ngoại hình thiết kế như này thì có lẽ là chúng ta chỉ nên dành một từ cho cái mẫu xe này thôi. Thực sự nó rất là hầm hố, to đô và bệ vệ. Ông chủ ngồi ở trên cái mẫu xe này thì sẽ ở hàng ghế thứ hai, và nó đem tới cho ông chủ là một cái gọi là gì, nó gọi là mức độ hưởng thụ. Ở phía đằng sau thì quay trở lại với phía đằng sau của chiếc xe Toyota Land Cruiser thì chúng ta sẽ có cánh lướt gió thể thao này, rồi đèn hậu sử dụng dạng LED đó, và các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái sự đan xen giữa mới và cũ, tân thời và hiện đại. Thì chúng ta sẽ vẫn có những cái đèn lùi sử dụng dạng halogen thôi đó. Và kết nối với hai cụm đèn thì chúng ta sẽ có một cái thanh nan mạ chrome đây, có dòng chữ Land Cruiser rất là quen thuộc. Camera lùi trong tổng thể chi tiết camera 360 độ của xe. Rồi phía đằng sau chúng ta sẽ có bốn con cảm biến lùi đó, hỗ trợ chúng ta lùi xe dễ dàng hơn, và không thể thiếu đi những cái phần chi tiết như là móc kéo xe phía đằng sau này nữa. Một chi tiết mà không thể thiếu trên những mẫu xe địa hình này này. Ngọc thoát rất là lớn. Đó, cốp điện cực kỳ nhẹ nhàng. Tất cả những cái gọi là cử chỉ nhất động của một cái mẫu xe được coi là dành cho chủ tịch, dành cho những người lãnh đạo thì nó phải nhẹ nhàng đúng không các bạn? Chúng ta có thể là để 1-2 cho tới 2 bộ gốp ở đây, rồi những cái vali dành cho những cái chuyến đi công tác xa, đi du lịch rất là nhiều. Ghế thì là ghế chỉnh điện rồi. Chúng ta hãy khám phá một chút bên trong cái khoang nội thất xe nhé. Ok, bước vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe Toyota Land Cruiser, các bạn có biết không, vị trí này là vị trí của tài xế chứ không phải là vị trí của chủ tịch. Những cái trang thiết bị ở đây ấy, thì chúng ta muốn nói đến đầu tiên ấy, đó chính là những cái phần cụm màn hình thông tin giải trí ở đây này. Phía bên trên này thì chúng ta sẽ có những cái phần da tương đối mềm, rồi ốp vân gỗ ở đây đó, rồi cái phần màn hình ở đây thì hoàn toàn là với những cái chi tiết ốp sơn nhũ, trông phải nói rằng là nó đem tới cho chúng ta một cái điều gì đó, nó vừa kết hợp giữa tân và hoài cổ đúng không ạ? Nó không phải là thực sự là hiện đại quá đâu. Yếu tố mà mẫu xe Land Cruiser đem tới nó không đến từ những cái phần chi tiết như này, mà nó đến từ cái khả năng vận hành, cái khả năng vận hành của một cái mẫu xe được coi là địa hình như này. Trên này thì chúng ta cũng vẫn có những cái cơ bản như là chúng ta sẽ vẫn có kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth, qua AUX. Rồi phía bên trên này thì chúng ta còn có những cái cơ bản như là bản đồ vệ tinh đều có đúng không ạ? Ok, phần phía bên dưới này thì điều hòa là 4 vùng độc lập, tuy nhiên ở phần phía đằng trước thì chúng ta sẽ có 2 vùng thôi, cơ bản thôi. Rồi tiếp đến thì phía bên dưới này cần số theo kiểu dạng zig zag trên những mẫu xe Toyota ngày nay. Và lý do nhiều người cũng có hỏi về tôi rằng là tại sao một cái mẫu xe mà trên 4 tỷ vẫn sử dụng cái dạng phanh tay cơ này, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là mẫu xe địa hình thì không nên sử dụng phanh điện nhá. Thông thường là những mẫu xe này thì đem tới gọi là cho những người thích lái. Bởi lẽ vậy nên là ngay cả cá nhân tôi thì tôi cũng thích sử dụng phanh cơ hơn là phanh điện. Rồi phía bên dưới này thì chúng ta còn có rất nhiều những nút bấm phải nói là hoa mắt luôn. Với chẳng hạn như là chuyển sang các chế độ như là tắt chống trượt này, khóa vi xe trung tâm này, rồi chuyển sang chế độ 4L, rồi bật gió thông ghế này, vân vân rất nhiều thứ ạ. Và trên vô lăng xe này thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm cơ bản thôi các bạn ạ. Như là tăng giảm âm lượng này, điều đàm thoại rảnh tay này, rồi điều khiển những cái chế độ ở phần phía đằng sau cụm đồng hồ táp lô này. Đồng hồ táp lô này thì thử sử dụng theo kiểu dạng analog bán điện tử thôi, cũng đơn giản thôi, không có nhiều. Cửa sổ trời này không phải là toàn cảnh panorama nhưng mà nó cũng vẫn đem lại cho chúng ta những cái cảm giác trải nghiệm tốt. Rồi ghế này là sử dụng bằng một cái tông màu nâu, và ghế này thì chắc chắn là ghế cao cấp rồi. Ghế phụ chỉnh điện 10 hướng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, và
ghế bên lái có nhớ vị trí ghế, vô lăng cũng nhớ vị trí và vô lăng điều chỉnh bằng điện. Đó, vậy thôi. Chia sẻ các bạn nhanh nhanh thôi, bởi vì mẫu xe này thì cũng có rất nhiều những anh em review cũng có chia sẻ thôi. Và chúng ta cùng nhau đi khám phá một chút bên hàng ghế thứ hai nhá. Một chiếc xe mà được dành riêng cho những gọi là những người cầm quyền ấy, giới cầm quyền hay là những vị chủ tịch, thì cái yếu tố mà hàng ghế thứ hai đem lại là phải luôn luôn có một cái không gian thông thoáng, rộng rãi, thoải mái, ngồi vào phải cảm giác thư thái, sướng. Bởi lẽ vậy nên hàng ghế thứ hai các bạn sẽ có thể thấy rằng là rộng thênh thang từ phần chân của tôi cho tới phần hàng ghế phía đằng trước cho tới phần đầu, phần chân đều rất là thoải mái, rộng rãi. Phía bên trên táp ly xe này thì chúng ta cũng sẽ có những cái phần bệ đỡ tay như này thôi. Nó thể hiện cái độ mức độ hưởng thụ của một cái mẫu xe như này. Những ô cửa kính thiết kế rất là rộng. Đó. Và với một cái mẫu xe như Land Cruiser VX thì chúng ta sẽ không thể thiếu những cái phần cửa gió điều hòa phần phía bên trên đầu. Ở đằng sau này thì chúng ta sẽ điều khiển hai vùng độc lập nhé các bạn nhé, hai vùng độc lập ở phần phía đằng sau, hai vùng độc lập ở phần phía đằng trước. Đèn đọc sách đều có. Điều khiển đằng sau thì chúng ta cũng có cả thông gió ghế ở phía đằng sau. Tiếc là cũng chưa có massage ghế, có massage ghế thì ok hơn. Rồi review nhanh cho các bạn thôi. Ghế đằng sau thì chúng ta vẫn có tựa để đầu ở ba vị trí ghế, rồi để đỡ tay nữa, các kiểu không thiếu. Rồi ngồi hàng ghế giữa thì cũng vẫn rất thoải mái thôi. Dây đai an toàn ở ba điểm các vị trí chắc chắn sẽ có. Vậy thôi nhỉ. Ok, chia sẻ nhanh với các bạn về chiếc xe Toyota Land Cruiser VX phiên bản 2021 thôi. Về bản chất thì VX 2021 thì nó cũng không khác gì nhiều so với phiên bản trước đó. Điểm nhấn mà Toyota họ đem tới mẫu xe này cho chúng ta là một cái khả năng vận hành off-road, chứ nó không đến từ những cái trang thiết bị tối tân và hiện đại, đúng không ạ? Bởi lẽ vậy nên là chúng ta sẽ có một mẫu xe mà thiên về cái khả năng vận hành hơn, địa hình hơn. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe Toyota Land Cruiser VX 2021 thì hãy cho chúng tôi biết bằng comment ở phần phía bên dưới và chúng ta hãy thảo luận một cách thực sự văn minh nhé. Còn bây giờ thì xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.